địa chỉ số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Dương 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Gọi điện thoại cho em theo đầu số điện thoại 0967424911. Gặp trực tiếp em Hiền 18 tuổi cộng kế trường thị trấn Kia nói bạn. Và hôm nay cũng như hồi hôm, không để khi anh chị em bạn bè nhờ lâu, em lại bắt tay vào quay những chiếc xe ngày hôm nay đang về đội. Mọi người cùng theo chân em nhé. Vâng, tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn này hôm nay về rất là nhiều xe, và đặc biệt một niềm vui nho nhỏ muốn chia sẻ với quý khách Cần Sa. Ngày hôm nay là chủ nhật cuối tuần, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn đã chốt được 20 chiếc xe. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý khách hàng, cô dì chủ bác Cần Sa đã luôn đồng hành và ủng hộ với cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Và mọi người ơi, nếu ai đang quan tâm dòng xe cũ nào, nhanh tay xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ em với ạ. Vâng, đầu tiên chắc chắn em sẽ giới thiệu quý anh chị em và các bạn một siêu phẩm ngày hôm nay về tại xe máy Thanh Đoàn. Đúng là một siêu phẩm xe không khác gì xe mới anh chị em và các bạn. Một chiếc Raider FE full trang điện tử màu đen nhám, một trong những màu hot hit nhất thị trường hiện nay. Và mọi người thấy ông xa xa đầu kia là ông cầu đang gọi như là đang bùa xe đấy nha. Đấy chưa, bữa nay có dân bùa xe luôn nha. Đó. Thì đầu tiên em đang review một chiếc Raider FE full trang điện tử, xe không khác gì xe mới anh chị em các bạn ơi. Và để xem chạy được bao nhiêu ngàn km. Mua xe cũ mình không quan tâm nhiều vào km, mình chỉ ngần những cái nhìn vào những cái dàn ốc thế này là biết được xe đẹp cỡ nào. Anh chị em nhìn vào đây có thể biết được xe đẹp cỡ nào đúng không ạ? Một chiếc Raider FE full trang điện tử nha anh chị em các bạn. Ốc tán còn có màu luôn đây này. Wow, không khác gì xe mới luôn. Nhìn qua cứ tưởng là mua từ hết xe mới về. Và hôm nay để em coi bao nhiêu ngàn cây. Trời ơi, mua xe về cái túi bóng này của cái gương chưa lột luôn là biết được xe mới cỡ nào, bao nhiêu ngàn cây. Vâng, 1009 km. Một chiếc Raider không khác gì mua xe mới luôn. Anh chị em bạn bè mua xe mới bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền đây? Raider FE full trang điện tử phiên bản màu đen nhám cao cấp, mua mới trên 53-54 triệu. Ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn bán giá siêu rẻ, siêu sốc, siêu bất ngờ dành tặng quý khách hàng Gần Sa 38 triệu đồng. Vâng, 38 triệu đồng quý khách hàng Gần Sa sở hữu một chiếc Raider đăng ký mới đi được 15 ngày đưa ra bán luôn. 15 ngày đưa được 1 tháng nên chị em và các bạn ơi. Đây mọi người cứ nhìn kỹ vào đây nhá. Đó, xe này không cần nổ máy, chồng em bảo nổ máy. Thôi khỏi nổ máy đi anh. Êm quá, ngon quá anh chị em và các bạn. Lâu lâu mới gặp được những chiếc xe thế này, không mua thì tiếc hủi hủi luôn ạ. Đây ạ. Em để quay kỹ chi tiết cho anh chị em và các bạn cùng xem để biết được nó đẹp như lời em Hiền nói hay là chỉ nghe Hiền quảng cáo thôi nha. Vâng, Raider một chiếc xe không khác gì xe mới luôn. Tội gì mua xe mới trên 53-54 triệu. Hôm nay em Hiền 38 triệu. Quý khách hàng đã tiết kiệm được từ 15-16 triệu đồng. Một chiếc Raider không nói nên lời, quá xuất sắc, quá đẹp luôn. Và biến số bao nhiêu đây? 67M168617 anh chị em và các bạn. Bây giờ thì em Hiền sẽ mở cốp xe xem có gì đặc biệt ở trong này hay không. Vâng, bây giờ anh ơi, đã nấu máy chưa? Em Hiền để nhớ chồng em mở cái cốp xe để mình kiểm tra trong này có đúng như là xe đẹp thật đây là. Wow, mọi người nhìn vào đây là biết là cái này còn có số bảo hành đầy đủ luôn. Đó, xe chưa rửa luôn, xe mới lấy về chưa rửa đưa ra quay quý anh chị em và các bạn xa gần luôn. Yên không bị rách nhá, nói chung xe mới mà đã chạy đâu. Đây này, cái bao bóng túi bóng này còn mới tinh, nhiều anh chị em các bạn nữa rồi con bé này nó dán vô cho sang, không có đâu, thôi lột đại đi nhá. Wow, lột luôn, coi như là khu hàng mới thôi, để lại đi để mọi người tự tay lột ra giống như là mình mới mua một chiếc xe đóng thùng, một chiếc xe hộp mình lột ra vậy anh chị em và các bạn. Giá bán 38 triệu. 38 triệu đồng anh chị em các bạn. Một chiếc Raider mới chạy chưa, mới được 1009 km. Và thật sự là mới luôn anh chị em các bạn. Hai gương zin số bảo hành đầy đủ, từ đầu tới chân đều đẹp, không một tì vết, không một lỗi lầm luôn anh chị em các bạn ơi. Nhanh tay xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ em với. Tất cả quý anh chị em khách hàng mua xe tải xe máy Thanh Đoàn, bên em có hỗ trợ thủ tục sang tên đối chú, đặc biệt hỗ trợ góp qua hai ngân hàng FE và ngân hàng Giác. Duyệt hồ sơ trong vòng 15 phút là có xe đi. Hồ sơ chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái là anh chị em bạn bè có thể mua xe tải xe máy Thanh Đoàn. Còn vui hơn nữa, anh chị em bạn mua xe thiếu tiền từ tầm khoảng 1 triệu đến 5 triệu, bên em Hiền hỗ trợ cho thiếu, không tính lãi suất luôn. Vâng, em Hiền lại tiếp tục giới thiệu tới quý anh chị em và các bạn một chiếc Sonic đời cuối 2019 anh chị em các bạn. Mua mới bao nhiêu? Gần 70 triệu, màu đỏ
phối với màu đen, cực kỳ sang chánh. Ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn sẽ bán con xe này bao nhiêu đấy ạ? Vâng, với 47.500.000 đồng, quý khách hàng gần xa sở hữu một chiếc Sonic biển số 50X101713 chính chủ ghi giấy, sang tên nhanh gọn lẹ anh chị em các bạn. Đặc biệt biển số Sài Gòn, mọi người mua con này xe mới phải 75 triệu luôn, tại vì thuế ở Sài Gòn rất chi là cao luôn anh chị em các bạn. Thì nếu như mọi người bây giờ mua về rút hồ sơ sang tên sẽ giảm được thuế rất chi là nhiều luôn anh chị em các bạn. Vì thế là mọi người phải tính toán thật kỹ trước khi mua, đỡ được rất là nhiều tiền so với giá bán. À, giá xe mới 47.500.000 đồng, đưa trước 30% giá trị xe là tầm khoảng 10 đến 12 triệu. Anh chị em bạn bè đã có một chiếc siêu xe để chạy, để nói chung là rất chi là xuất sắc luôn nha. Đó, 50X101713. Đó Hoàng, cái con mô tô giùm em với. Rồi tiếp tục em Hiền lại tiếp tục đi theo giới thiệu của anh chị em các bạn một chiếc Jupiter đời 2015 FE full trang điện tử, hai màu, màu trắng kết hợp màu đen cực kỳ sang chánh. Anh chị em bạn bè mua xe tại xe máy Thanh Đoàn bên em có chính sách bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm, bình đề 6 tháng và đặc biệt cho đổi miễn phí trong vòng 1 tuần nhưng trả lại phải lỗ. Đây là nguyên tắc làm việc từ trước tới giờ quý khách hàng gần xa, mong anh chị em bạn bè thông cảm và cùng hợp tác để cho luôn vui vẻ người bán và người mua anh chị em các bạn. Để tránh trường hợp 5-700 bạc hoặc 1 triệu nó không nhiều nhưng mất tình cảm anh chị em bạn bè đúng không ạ? Nên lưu ý giúp em, anh chị em bạn bè mua xe tải xe máy Thanh Đoàn cho chạy thử, test thử thoải mái, thậm chí test 3-4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ cũng được, thậm chí một tài 1 tuần không ưng ra đổi được. Nhưng nếu đã bán lại, xin vui lòng chịu lỗ giúp em với. Dưới 10 triệu, ví dụ xe 5-7 triệu lỗ 500, xe 9-10 triệu lỗ 1 triệu đồng, và nếu như 20 triệu thì triệu rưỡi đến 2 triệu. Và nếu số lượng cái xe tiền càng lớn thì cái lỗ nó càng cao anh chị em bạn bè. Đấy là cái nguyên tắc bên Thanh Đoàn, nên mọi người thông cảm giúp em và cùng nhau hợp tác. Dù mua dù bán hoặc là dù trả lại xe thì vẫn vui vẻ anh chị em các bạn ơi. Để tránh trường hợp là một số anh chị em bạn bè xuống đây trả bán lại xe nhưng mà không vui thì nguyên tắc em Hiền nói rõ luôn, để tránh trường hợp anh chị em mình lại mâu thuẫn với nhau ha. Tiếp tục em Hiền lại giới thiệu tới quý khách hàng gần xa một chiếc Jupiter đời cuối 2014 phiên bản phối màu trắng, màu đen cực kỳ sang và chánh anh chị em các bạn, bánh mâm thắng đĩa luôn nha. Vâng, con xe Jupiter ngày hôm nay em Hiền bán giá cực kỳ sốc, cực kỳ yêu thương dành tặng quý khách hàng cô dì chú bác gần xa với giá bao nhiêu đây. Vâng, 12 triệu đồng cho một chiếc Jupiter FE full trang điện tử cao cấp. Nhưng xe này có lỗi gì em nói luôn, xe này máy đã cào khói rồi, chưa bung ở máy dứa nhưng đã cào khói rồi anh chị em bạn lưu ý giúp em với nha. Để tránh trường hợp là báo ra xe làm rồi mà không chưa nói, bên em Hiền yên tâm anh chị em bạn bè mua xe, xe nào rin em Hiền nói rin, xe nào làm rồi em Hiền nói làm rồi, để quý khách hàng có thể thoải mái lựa chọn, tránh trường hợp treo đầu dê bán thịt chó của anh chị em khách hàng ơi. Con xe này đầu đã có làm rồi, thôi làm rồi không sao, máy vẫn ngon, chạy vẫn bốc và chạy lướt nha anh chị em các bạn. Giá bán chỉ 12 triệu đồng. Mua xe anh chị em bạn bè có thể bên xe máy Thanh Đoàn tặng nhớt này, nếu không lấy nhớt tặng nón bảo hiểm, không lấy nón bảo hiểm bên em tặng áo mưa, đủ quà tặng để phục vụ quý anh chị em bạn bè tùy vào sở thích của mỗi người nha. Vâng, em Hiền đang giới thiệu lại một chiếc Jupiter, em Hiền quay kỹ hơn. Đó, đây bánh mâm đây này. Đó, đầu có cả khối rồi nha. Đó, dàn chân thì cực kỳ đẹp luôn. Trong quá trình đi không lỡ may mình quên thay nhớt thì nó hớ bạc thì bắt buộc mình phải cào khói, thì đấy nó cũng chuyện là đơn giản thôi, nó không gì là to tát. Đặc biệt là xe chưa luộc đồ chưa gì là ok rồi ha. Thà là như bên em Hiền làm rồi thì em Hiền nói làm rồi để quý khách gần xa có phải đều tội nghiệp ha. Đó, rất chi là đẹp luôn này. Đó, lốc máy đẹp sạch sẽ. Bây giờ em Hiền để thử máy xem có êm không nha. Đây, bây giờ quan trọng nhất là để máy thì thầm coi chi nhan hoạt động tốt, đèn đầy đủ, máy chạy ngon, bóc và cực kỳ lượt luôn, lướt luôn anh chị em các bạn. Giá bán 12 triệu đồng không bớt. Anh chị em bạn bè mua xe tải xe máy Thanh Đoàn bên em có hỗ trợ ship toàn quốc, đặc biệt các tỉnh miền Tây, vui lòng chuyển khoản trước 1-2 triệu em Hiền để ship xe về gần nhà anh chị em bạn bè ra nhận xe, thanh toán đủ tiền cho em. Còn các tỉnh miền Trung miền Bắc vui lòng chuyển khoản đủ thì em mới gửi xe. Và cái điều quan trọng và cơ bản nhất, không phải anh chị em bạn bè cứ chuyển khoản liền là em Hiền gửi được xe. Anh chị em các bạn biết một ngày em Hiền chốt rất nhiều đơn xe, vì thế khi anh
kiệm các bạn đã chuyển khoản rồi, em hiện phải đặt chỗ có thêm 1-2-3 ngày sau anh chị em và các bạn mới nhận được xe, nên mọi người đừng nóng lòng và chờ đợi nhá, tại vì phải có thời gian để em hiện sắp xếp lịch thì mới gửi xe cho anh chị em các bạn. Anh chị em các bạn yên tâm, đá nhiền tiền của quý khách dù 500, 1 triệu, 10 triệu em hiện đều có trách nhiệm phải giao xe cho quý khách và đặt chỗ, nên là ví dụ có chậm trễ 1-2 ngày thì mong quý khách cần tra cũng lượng thứ và bỏ qua cho xe máy Thanh Đoàn. Vâng ạ, tiếp tục em hiện là giới thiệu tới quý khách hàng gần xa một chiếc Sirius màu xanh nhất, đời cũ nhưng mà xe không cũ nhá. Xe cực kỳ đẹp và liền lạc, đặc biệt là lên đầu xe này là mẫu xe Thái luôn anh chị em các bạn. Đây mọi người có thấy đầu nồng Thái luôn. Xe em vừa lấy về chưa rửa. Đây không phải nhớt nhưng mà đi lâu ngày ấy mọi người, nó cũ này. Đó, em vừa xịt dầu xong rửa là nó ra sạch sẽ và đẹp đấy nhá. Đó, yên tâm nhá. Đây đặc biệt này, dàn chân nóc tán này cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy, nước sơn zin luôn. Một chiếc xe đi bao nhiêu năm, 2009-2008 đến giờ mà xe cực kỳ đẹp và liền lạc luôn. Quay thật kỹ nhìn đây anh chị em bạn bè, nhận không ra cứ tưởng là con đời 2014-2015. Thực ra đời xe một phần quan trọng là khách đi ít hay là đi nhiều và khách giữ xe hay không. Đó, hai cặp gương zin neo xe màu xanh nhớt cực kỳ sang chảnh đây. Biển số bao nhiêu? 52U7-0344 quý anh chị em và các bạn. Đây, và đặc biệt giá cực kỳ yêu thương. Vâng, chỉ với 8.500.000 đồng quý khách hàng đã sở hữu một chiếc Sirius Thái để đi rồi. Đầu nòng hơi có ống hơi, tức là xe Thái nhanh kiếm các bạn nha. Đèn còi chi nhan hoạt động hoàn đồng tốt, máy cực kỳ êm luôn, không phải suy nghĩ, không phải lăn tăn gì hết anh chị em các bạn. Vâng, với giá bán để quý anh chị em và các bạn 8.500.000 đồng, 8.500.000 đã sở hữu một chiếc Sirius Yamaha để đi rồi. Mua xe Trung Quốc đã 3-4-5 triệu, tôi thì thêm một tí tiền em miền lại có một chiếc xe Sirius, xe của Yamaha để chạy luôn anh chị em và các bạn, rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ. Và tiếp tục em hiền này, mọi người cùng theo chân em hiền rất nhiều xe ngày hôm nay. Bây giờ lựa xe nào đẹp rẻ quay trước cho mọi người cùng xem. Vâng, em hiền đang review một chiếc Hayate hiệu Suzuki phun xăng điện tử cao cấp. Màu đỏ phối với màu gì đây? Màu đỏ phối với màu đen cực kỳ sang chảnh nha. Toàn bộ xe đang dán keo, em hiền mới lột sơ sơ, chưa lột xong, xấu quá em hiền xịt dầu vô bóng lột anh chị em bạn bè nhận không ra luôn. Đấy gọi là bùa xe của em hiền anh chị em các bạn. Nói chơi cho vui thôi, bán chất xe nó cũng đẹp nhá. Rất là đẹp và liền lạc từ đầu tới chân luôn. Xe này là chưa có hiểu là FI, là có cái chữ FI đây. Đó, nhiều anh chị em bạn bè cứ báo tại sao mà có cái mẫu xe này không FI. Vâng, có hai loại xe, một loại y chang như thế này không FI. Làm sao để nhận dạng ra? Ở trên đầu này nó có chữ FI, mình đọc FI hoặc FI cũng được, tùy vào sở thích cách đọc của anh chị em và các bạn. Đó, anh chị em các bạn thấy chưa? Còn đây thì có nhiều khi là người ta dán logo vô cũng không đúng đâu. Nên là tốt nhất là coi vào đồng hồ là biết liền. Đấy là cơ bản nhất để mọi người trừ khỏi là khỏi bị lừa ha. Đó. Và ngày hôm nay em hiền sẽ bán một chiếc Hayate hiệu Suzuki FI phun xăng điện tử với giá bao nhiêu bao nhiêu. Bánh mâm thắng địa, máy chạy cực kỳ lướt luôn. Biển số 25M1-02066 với giá bao nhiêu đây? Vâng, với giá để quý anh chị em bạn bè 7 triệu đồng, 7 triệu đồng cho một chiếc Hayate nha. Quá tuyệt vời luôn nha. Hayate hiệu Suzuki FI phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng, máy chạy ngon, khỏe và bóc với chỉ 7 triệu đồng. Rất chi là rẻ rồi. Anh chị em bạn bè cứ xuống đây lựa chọn. Biết đâu ví dụ mình 6 triệu em hiền cho thiếu 1 triệu. Vui vui, anh chị em bạn bè đưa trước 5 triệu em hiền cho thiếu 2 triệu luôn. Nhưng với điều kiện là phải uy tín nhanh chị em các bạn. Đừng là em cho em hiền thiếu là đi luôn là tội nghiệp em hiền á. Ví dụ mọi người mà thiếu thì em hiền để giữ lại chứng minh hoặc là cả vẹt tre nhanh chị em các bạn. 7 triệu đồng cho một chiếc Hayate. Nói chung là xe đang dán keo nhưng xe cũ không thể nào tránh trước được khỏi những cái trầy trước nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ. Ví dụ đây, đó, trầy những chỗ nhẹ thôi, bỏ qua, không sao hết. Mình mua xe cũ cứ mắt nhắm mắt mở mình mua, mở hai mắt ra không bao giờ mua được xe anh kiếm các bạn. Tại vì không thể nào tránh khỏi được những lỗi lầm nhỏ nhỏ nha. Đây ạ. À. Cái gì? Đúng rồi. Nói chơi cho vui cho đúng anh chiếm bàn. Tại vì mình cứ hiểu đơn giản rằng xe cũ thì không thể nào tránh khỏi được những lúc này trước ra. Đèn còi chi nhan hoạt động tốt hết nhá. Vâng, giá bán 7 triệu đồng. Đó.
Như anh Đoan chụp với chị còn lít đã bán cái con lấy máy điện thoại chứ. Vâng, tiếp tục mọi người lại theo chân em. Hôm nay về rất nhiều xe đẹp phục vụ quý anh chị em bạn bè xa gần, nên mọi người cứ quan tâm xuống đây lựa chọn. Đi đâu mà vội mà vàng xuống đây em Miền, mua xe được bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì này, cho chạy thử test thử thoải mái trước khi lái nhá. Vâng, em Miền lại tiếp tục review một chiếc AB đầu bò siêu cọp ngày hôm nay. Tại sao lại cọp? Tại vì xe dán keo. Em Miền lột ra xịt dầu lên cái không khác gì Ngọc Tinh anh chị em các bạn ơi. Đây này, nước trơn đin đét luôn nhá. Cái này là xịt dầu mà gọi như là xịt quá tay đi. Tức là em Miền phải lột keo, chùi keo ra mới được đẹp thế này. Bán chất che cũng đẹp và liền lạc. Đây, quay kỹ hơn một tí. Dàn chân có đất đỏ, tại vì đây là biến số Bình Phước nên là không thể khó tránh khỏi những đất đỏ. Nhưng không sao, em Miền xịt dầu rồi, ngày mai đưa ra cà cà rửa rửa sạch hết không một tí vết. Và đặc biệt máy còn đin đét luôn. Màu đen phối với màu bạc cực kỳ sang và trắng nhá. Biến số 93 F102200. Con xe này em mua trực tiếp chủ xe, chính chủ ký giấy, sang tên nhanh gọn lẹ. Và quan trọng máy cực kỳ êm nhá. Thì thầm, đèn còi chi nhan hoạt động tốt, không thiếu cái gì luôn. Và giá bán bao nhiêu đây? Vâng, dành tặng quý khách hàng gần xa, em sẽ bán giá siêu rẻ cho một chiếc AB siêu cọp này. 14 triệu đồng cho một chiếc AB, một AB FI phun xăng điện tử cao cấp nha. Đấy, quay thật kỹ chi tiết để quý khách hàng gần xa có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc xe này nhá. Lốc máy dàn chân có tí đất đó hay không sao, rửa ra hết. Màu sơn này, màu bạc phối với màu đen, sang chảnh, tuyệt vời. Mua xe cứ chạy thử, anh chị em bạn bè ra chốt đơn em Miền gửi xe nhá. Rồi tiếp tục em Hiền lại review một chiếc xe nhỏ nhẹ, dễ thương và đặc biệt giá cực kỳ ổn nhá. Vâng, một chiếc Jupiter Juve. Một chiếc xe đi bao nhiêu năm nhưng mà nước sơn còn rin và cực kỳ bóng luôn. Bánh căm thắng đĩa nhá. Lốc máy sạch sẽ, xe chạy ngon và lướt nhanh chiếm của bạn. Biến số bao nhiêu đây? Vâng, 52L8-22872. Một chiếc Juve cực kỳ đẹp, cực kỳ liền lạc từ đầu tới chân. Đề nhẹ một phát nổ nha, êm như gió luôn nha chị em bạn. Đèn còi chi nhan hoạt động tốt. Vâng, một chiếc xe số này, xe hiệu Yamaha, chạy vọt chạy bóc, dàn ngoài không bế sứt, máy chạy êm, đèn còi chi nhan hoạt động tốt, bánh căm thắng đĩa. Ngày hôm nay em Hiền để quý anh chị em bạn bè gần xa với giá bao nhiêu? Vâng, 6 triệu đồng quý anh chị em bạn bè đã sở hữu một chiếc xe Nhật để chạy rồi, mua Trung Quốc 2-3 triệu, về sửa lên 3-4-5 triệu rồi, thôi thì thêm một tí tiền lấy con xe này đi bền rẻ và đẹp luôn anh chị em các bạn đó, không phải sửa chữa này, mua xe bên em liền báo hành luôn ha, còn có quà tặng kèm theo đi về, tội gì mình không mua anh chị em và các bạn đó. Quá sắc sắc, quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục mọi người lại theo chân em để giới thiệu những cái chiếc xe ngày hôm nay. Vâng, em Miền tiếp tục giới thiệu quý khách hàng gần xa một chiếc Jupiter FI phun xăng điện tử đời 2017. Nhìn qua xe chạy nhẹ một tí, ôi không sao hết, xe cũ làm sao tránh được những đời trước đúng không ạ. Còn lại xe đẹp, máy êm, dàn chân ốc tán sáng, đặc biệt lốp không phải thay còn mới luôn đó. Mua xe cũ mình nghĩ kiếm tra đỡ được cái gì hay cái đó, về phải chứa tốn tiền ha. Đầu máy zin, nồi zin, bánh mâm thắng đĩa này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây, màu đỏ phối với màu đen, màu cái này là đen với xám, cực kỳ sang chảnh ba màu nha. Đời cuối 2017 quý anh chị em các bạn ơi, một chiếc Jupiter cuối 2017 này, đầu nồi zin đét, máy chạy êm, chạy khỏe, với giá bao nhiêu đây? Vâng, em Miền sẽ bán con Jupiter này giá yêu thương, bái bái F1-33060 đây. Không mua thì biết mua xe gì nữa ơi. Mua mới 32-33 triệu. Ngày hôm nay em Hiền sẽ bán chiếc Jupiter đời cuối 2017 FI phun xăng điện tử, màu đỏ đen bạc, màu đỏ đen xám, ba màu cực kỳ sang chảnh, với giá bao nhiêu đây? Vâng, 15.500.000 đồng, không bớt. 15.500.000 đồng cho một chiếc Jupiter. Vâng, máy đang nổ. Thì thầm. Mua xe mới 32-33 triệu. Hôm nay em Hiền bán 15.500.000. Quá rẻ bất ngờ. Máy êm, máy zin chưa làm luôn đấy chị em các bạn. Đây, đó, yên này không bị rách này. Đó, quay thật kỹ chi tiết để quý anh chị em bạn bè cảm nhận được chiếc xe. Mọi người không cần nghe em Hiền nói, chỉ nhìn vào màn hình để biết được chiếc xe đẹp thật hay là em Hiền nói chơi cho vui nhá.
quá xuất sắc, quá tuyệt vời luôn. Cuối 2017 bán giá 15.500.000, có gì đó sai sai nhưng không sai, em Hiền bán thật anh chị em các bạn ạ. Tiếp tục em Hiền lại giới thiệu quý anh chị em các bạn một chiếc E150 nhá. E150 màu này gọi là màu đen nhám kết hợp với tem màu xanh, cực kỳ sang và chánh luôn nhá. Và ngày hôm nay em Hiền bán một chiếc E150 đời 2019 đây này, đồng hồ điện tử đây nè, chạy được 7.874 km đời 2019, xe đẹp liền lạc không tì vết, biển số 84H1-39328. Ngày hôm nay em Hiền bán giá yêu thương dành tặng quý khách hàng dân ta, vâng, với 32.500.000 đồng. Mấy chỗ này anh chị em bạn bè không biết u rủ ôi gì ghê vậy. Thực ra mấy chỗ này là khách gắn ốc tiếng, và một con ốc thế này tính bằng tiền trăm, không phải tính bằng tiền ngàn, nên đẹp cứ đế vậy, mình không tội gì mình vứt đi phí nha. Đây ạ, đây nước sơn đinh, xe dán keo nguyên con em vừa lột ra như xe mới luôn, quay đến đâu đẹp đến đấy nhá, không cần phải quay ví dụ nhờ che giấu gì hết đấy. Xe này nó quá đẹp hoàn hảo luôn rồi. 32.500.000 đồng, hỗ trợ trả góp đưa 30%, tức bao nhiêu tiền? Vâng, tầm khoảng 10 triệu. Anh chị em bạn bè đã có giấy một chiếc xe siêu đẹp siêu cọp để đi rồi nhá, quá tuyệt vời, quá siêu phẩm nhá. Anh chị em bạn bè không nhất thiết phải xuống đây mua xe, cứ xuống đây tham khảo để biết được giá cả, chỗ này thế nào, chỗ kia để trên này để biết được nhá. Nên là cứ xuống đây, không nhất thiết phải mua xe. Đó. Đèn còi xi nhan hoạt động tốt, xi nhan không thiếu gì hết nhá. Chạy được 7.874 km, giá bán 32.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè thực sự quan tâm thì ủng hộ em nhá. Vâng, tiếp tục em Hiền lại giới thiệu quý anh chị em bạn bè một chiếc Vario FI phun xăng điện tử màu đen kết hợp với màu xám, cực kỳ sang và chánh luôn anh chị em và các bạn. Đây, xe này không thế nào đẹp hơn nữa cho anh chị em các bạn. Nhờ báo hoàng đấy, có 2 phút trở ra cho chị ấy. Anh nói anh đoán để anh biết. Xe gì anh? Luvian FI trong nhà. Ai đấy? Ừ, chưa bán không? Vâng, một chiếc xe không thể nào đẹp hơn anh chị em các bạn. Vario. À, cái gì FI anh? Chơi gì? Anh muốn chơi gì? Đây. Siêu rất nhiều lắm nha. Đấy, hôm nay xe máy thanh đoàn chủ nhật đã chốt được 20 chiếc xe. Cảm ơn tất cả quý anh chị em và các bạn rất nhiều. Và tiếp tục vẫn có một số khách chưa ủng hộ xe máy thanh đoàn. Cảm ơn mọi người nha. Biển số 68D149730, một chiếc Vario 125 FI phun xăng điện tử cao cấp đời cuối 2018 anh chị em và các bạn, và giá bán cực kỳ yêu thương, nhẹ nhàng và siêu rẻ luôn. Vâng, có chống trộm đầy đủ luôn đấy nha anh chị em các bạn ơi. Đây, bật lên đây, bây giờ em sẽ đề thứ đây. À, xe chạy được bao nhiêu ngàn cây đây, bật không biết lên chỗ nào luôn, quê mùa quá. Vâng, bao nhiêu đây? 11.586 km, không cần phải quay km làm gì, mọi người chỉ cần nhìn vào xe biết được, tội gì mình quay cho mệt đúng không ạ, tốn tiền quay đấy. Anh chị em bạn bè mua xe nhìn vào dàn ốc dàn máy biết được đẹp hay không, không cần phải quay km gì cho mệt mỏi đúng không. Biển số 68 này, D149730, Vario, giá bán bao nhiêu đây? Bán rẻ cho anh chị em bạn bè thích chơi, 32.500.000 đồng, bằng một chiếc AB thôi. Mua mới đắt hơn AB, nhưng khi mà mua cũ em Hiền bán rẻ hơn. Chơi vậy ai chơi lại được em Hiền đúng anh chị em các bạn. 32.500.000 đồng, một chiếc Vario quá đẹp, màu đen xám là một trong những màu hot luôn. Ngồi lên chạy lướt, ngồi lên biết dân chơi liền anh chị em các bạn. Có thêm chống trộm nữa về đời phải làm gì nữa hả? Rồi tiếp tục em Hiền lại review cho quý khách hàng gần xa một chiếc Sirius in 3D cao cấp, cực kỳ đẹp và sang chánh luôn, giới thiệu tất cả anh chị em và các bạn. Màu xanh kết hợp màu trắng in 3D từ đầu tới chân luôn, đời 2018 đặc biệt, vô một cặp mâm màu xanh nữa. Nhưng có lỗi ở đâu? Con này bị chó gặm một miếng này rồi anh chị em các bạn ơi. Cái này mua thì em có thể là làm lại cho mọi người một tí cho đẹp, mà còn không thì thôi cũng không sao đâu. Cái này chắc bị con chó nào nó gặm mất này. Đó. Đâu rồi? Đâu rồi, có chưa? Ờ, còn nguyên à? Để nguyên con đi à, Diếp? Chờ thì đi. Có con lấy. Đây. Diếp đã coi lấy giùm chị em. Đây, toàn bộ đây in 3D cao cấp nha anh chị em và các bạn. Bánh mâm màu xanh luôn, ốc tán sáng cực kỳ đẹp và sang chánh luôn nha. Đây, xe một chiếc Sirius màu xanh kết hợp với màu trắng in 3D, 62B1 60681 nha.
Đây quá đẹp, liên lạc từ đầu tới chân luôn. Đó, không yêu đừng nói lời cay đắng. Quan trọng để thứ có ngon không. Có chống trộm luôn mọi người ơi. Không biết bật ở đâu đấy, nó kêu. Nó kêu mọi người ơi, không biết bật ở đâu luôn. Siêu đứa quá đẹp luôn ấy. Xuất sắc luôn đi. Màu xanh. Ôi nhìn mê liền luôn. Giá bán bao nhiêu? Bao nhiêu đây? Nói nhỏ dành tặng quý khách hàng gần xa 13.500.000 đồng. Một chiếc siêu đĩa không thể đào đẹp hơn. Mua mới bao nhiêu? Thêm mâm 26-27 triệu. Hôm nay em Hiền bán 13.500.000 đồng. Một siêu đĩa màu trắng xanh, phối hai màu cực kỳ sang chảnh, cực kỳ đẹp và liền lạc từ đầu tới chân. Với 13.500.000 đồng, bánh mâm kiếng cực kỳ sang và chảnh luôn anh chị em các bác. Đây, xe có chống trộm. Mua xe về được với lắp chống trộm nữa ha. Và tiếp tục em Hiền lại review quý khách hàng gần xa một Sirius này, kết hợp màu đen với màu trắng. Toàn bộ xe đang dán keo nguyên con. Cái gì đây, cái gì đây? Mọi người nghĩ chắc là trầy em Hiền dán vô. Không có nhá. Khi mua xe là có thế này rồi, nhưng em Hiền bao ở trong không trầy. Thôi lột đại ra cho nó đẹp đi. Nhìn này, đấy nhìn này, nó màu mè quá. Đấy mọi người thấy chưa? Nhiều khách không biết là tướng là trong này chắc thầy người ta mới dán. Không có đâu, nhiều sở thích của mỗi khách hàng khác nhau. Em Hiền lột ra đây. Wow, không trầy trước chỗ nào luôn. Đó, không tìm ra lối lầm luôn nhá. Lột luôn cho sướng đây. Đây, tem zin này, nước sơn zin vừa lột keo xong. Không tìm ra một tí vết, không tìm ra một vết trầy. Biển số 37G161606 nhá. Lóc máy zin đét theo xe luôn. Đây, cặp vừa có inox luôn. Giá bán để quý anh chị em và các bạn 12 triệu đồng một chiếc siêu rớt. Bánh mâm trắng đĩa cực kỳ siêu cọp, siêu ngon luôn nha. Đó, đầu nồi zin đét luôn. Đây, 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 anh chị em quay khí mọi người cùng xem luôn. Dàn trong, óc tán báy màu luôn. Đây còn keo chưa lột hết. Thôi khói lột, nhìn thế này cũng biết đẹp luôn. 12 triệu đồng nha anh chị em và các bạn. Một chiếc RC màu trắng phối màu đen cực kỳ sang và chánh luôn. Rồi tiếp tục anh chị em và các bạn theo chân em. Một chiếc vít trần ngày hôm nay vừa về đổi xong. Màu đen nhám phiên bán đặc biệt cao cấp nhất của dòng vít trần. Và giá cực kỳ yêu thương, nhẹ nhàng anh chị em các bạn ơi. 20.500.000 đồng. 64E1-26251. Một chiếc vít trần màu đen nhám, phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của vít trần. Có chìa khóa chống trộm đầy đủ nhanh chiếm các bạn. Giá bán chỉ 20.500.000 đồng. Không mua thì mua xe gì nữa. Mua mới 34-35 triệu. À, hôm nay em Hiền bán cả chống trộm inox nguyên con màu đen nhám, lên cái này mặt nạ SH sang chảnh với giá chỉ có bao nhiêu? 20.500.000 đồng. Siêu đẹp, siêu rẻ là có thật đấy chị em các bạn. Tắt máy thôi, để nữa hết hết để mất nhá. Rồi Hiếm ơi, lấy con này ra giùm chị với. Con Novo này chưa quay luôn này. Tiếp tục mọi người lại theo chân em. Vâng, em Hiền đang review một chiếc Sirius này. Có trầy nhẹ một miếng đây nhanh chị em các bạn. Còn lại ok hết, không trầy đâu ra. Đời cuối 2018 này. Đó, cái chỗ này là em Hiền sẽ làm lại tí cho đẹp. Xe cũ mà, không thế nào tránh khỏi được những chỗ trầy trước nha. Đó, bánh mâm thắng đĩa này. Dàn chân nó tán đẹp. Đó, dàn máy trên đét, dàn chân sạch sẽ đây. Đó, quay từ 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 từ. 63B3-75916. Một chiếc Sirius RC xe đẹp siêu phẩm luôn anh chị em các bạn. Màu đỏ đen, hai màu cực kỳ sang chảnh với giá bán 13 triệu đồng không bớt nha. Đó, có trầy một tí bên đấy thì em Hiền sẽ làm trầy cho. Đó, xe vừa lấy về luôn. Đình cái này là hết trang luôn, đề hơi khó nối tí nhá. Đó, đây lên rồi đây. Em Hiền thử đề tí nữa tại vì FI mà. Mấy ngày không nối là nó hơi khó đề một tí nha mọi người. Có khi là hết trang rồi đi. Cái này để ông chồng em đề cho. Đó, rồi gần nối rồi đó. Ốc tán lốc máy sạch sẽ đẹp. Màu đỏ có cái màu đen sang chảnh này. Đây quay. Đó, giá bán 13 triệu đồng nhất. 13 triệu đồng. Rồi tiếp tục em Hiền lại giới thiệu một chiếc AB màu đen bạc anh chị em các bạn. Đời 2008 này. Đó, dàn chân ốc tán sạch sẽ và cực kỳ đẹp luôn. Biển số 59V2-02956. Với giá bán để quý anh chị em các bạn 10.500.000 đồng. 10.500.000 đồng quý khách hàng gần xa sở hữu một chiếc AB cực kỳ đẹp sang chảnh liền lạc từ đầu tới chân luôn nha. Đây quá tuyệt vời luôn, quay khí cho mọi người luôn nha. Tại vì em Hiền vừa quay không để thử máy được nên là mong anh chị em các bạn thông cảm nha. 59V2-02956 em Hiền bao êm bao ngon luôn. Đó, quay ký chi tiết cho mọi người cùng xem. 10.500.000 đồng. Tiếp tục em Hiền giới thiệu với khách hàng gần xa một chiếc Liberty màu trắng tinh khôi đây.
bánh mâm trắng đĩa cực kỳ sang chảnh luôn nhá. Xe đẹp không tì vết, không lỗi lầm. Đấy. Quay ký cho mọi người cùng xem luôn, đẹp cỡ nào đây này. Quá xuất sắc luôn nhá. Đấy. Lóc máy zin đét luôn nhá. Máy êm chạy bóc chạy khỏe này. Giá bán 13.500.000 đồng không bớt. Nếu quý anh chị em bạn bè quan tâm nhanh tay ủng hộ em nhé. Một chiếc Liberty FI hiệu phun xăng điện tử cao cấp ngày hôm nay, hàng nhập khẩu nguyên con, màu trắng tinh khôi với giá bán 13.500.000 đồng. Đây này, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn nhá. Đấy, có Liberty 125E đây. Bánh mâm thắng đĩa luôn. Hai gương zin theo xe luôn. Ngày hôm nay em hiện bán giá 13.500.000 đồng. Biển số bao nhiêu? Vâng, biển số ạ. 72C128197 nha. Rồi tiếp tục, em hiện đang giới thiệu tới quý khách hàng gần xa một chiếc AV đời cuối 2019 nha anh chị em các bạn. Màu xám lông chuột này, in 3D cao cấp luôn. Xe không khắc gì, xe mới, nhìn vô đây anh chị em bạn bè tự cảm nhận được xe đẹp cỡ nào nhá. Đây ạ, màu này, đây tất cả các con màu luôn. Đấy, phuộc không chỉ nhớt, đẹp, in 3D cao cấp đây. Gần chân cực kỳ sáng bóng luôn đây. Quay khí cho anh chị em các bạn từng cm luôn nhá. Cuối 2019, một chiếc xe không khác gì xe mới luôn. Biển số bao nhiêu đây? 61E175111. Đây, quá đẹp luôn. Với giá bán 34.500.000 đồng. Không yêu đừng nói lời cay đắng. Xe mới chạy được bao nhiêu ngàn cây đây? Em hiện sẽ đề thử máy cho mọi người cùng xem. Vừa về xong khỏi váy chợ là tua đồng hồ km để em coi bao nhiêu ngàn. Vâng, 1627 km. Anh chị em bạn bè không cần nhìn vào km làm gì, nhìn vào đây là biết được xe đẹp cỡ nào. Nhưng chị em ơi, óc tán còn sáng này. Lóc máy zin đét đây này. Wow. Đây, úi dồi, phuộc đây. Phuộc này. Đây. Căm niềng này. Óc này mới tinh luôn. Không khác gì xe mới. Không một tí vết, không một vết đầy luôn nhé. Đây. Quá đẹp, quá trêu vô luôn. Hai gương zin theo xe luôn nhá. Rồi tiếp tục em Hiền review một chiếc Novo 4 đây. Không khác gì xe mới nhá. 8.000.000 đồng. Một chiếc Novo lớ siêu cầu 54L3 7953. Xe chính chủ, ký giấy sang tên nhanh gọn lẹ nhá. Liên lạc từ đầu tới chân. Vừa lột keo xong, nước sơn zin bóng bẫy này đó. Đề thứ máy chị Diễm ơi. Bây giờ đề thứ máy anh chị em các bạn nghe có êm, có chuẩn xác không nha. Thì tầm luôn, đèn còi chi nhan hoạt động tốt hết. Quá tuyệt vời, quá chiêu mắng luôn. Đó, còn có thêm hai gác chân vô inox này. Máy thì thầm, giá bán để quý anh chị các bạn 8.000.000 đồng nhá. Rồi tiếp tục mọi người cùng theo chân em, còn có xe nào em quay nốt cho anh chị em và các bạn cùng xem. Vâng, có một chiếc mô tô đây ạ. Vâng, ngày hôm nay em Hiền có về một chiếc mô tô phục vụ anh chị em và các bạn nhá. Chiếc mô tô này, mô tô mini của nhập khẩu Thái Lan, mua mới 28-30 triệu đây này. Đó, biển 67D1 79597. Ngày hôm nay em Hiền bán quý anh chị em các bạn 14.000.000 đồng nhá. 14.000.000 đồng cho một chiếc mô tô mini cực kỳ sang chảnh luôn. Tội gì mua mới 28-30 triệu, hôm nay em Hiền bán chỉ tầm 14.000.000 đồng thôi. Đó, thì ngày hôm nay em Hiền có về những cái dòng xe đấy phục vụ quý anh chị em và các bạn. Ngoài ra tại xe máy Thanh Đoàn của em Hiền còn rất là nhiều xe nữa. Thì bây giờ mọi người cùng chờ em Hiền một chút nhá. Em Hiền sẽ đẩy con phụ trợ ra thì anh chị em các bạn cùng xem luôn. Nhưng mà bây giờ tại vì chưa có người đấy ra nên em phải nhờ cậu ơi, cậu ơi, nhờ cậu đấy cái hai con phụ trợ ra em quay với. Hai con phụ trợ với con đẹp 150 này này. Đó, con này này. Dạ, với con phụ trợ này. Ở dưới kia và bên kia này nhá, đưa ra đây em quay luôn. Dạ. Thì mọi người chờ em một chút, để con này trước. Em để quay con đẹp này trước anh chị em các bạn xem để biết được có một con tre siêu cọp ở hôm nay đây. Đây, khách vẫn đang lần lượt ở đấy nhá. Rất nhiều khách hàng đang chờ để mua xe máy Thanh Đoàn. Với lời cảm ơn rất nhiều luôn. Đó. Xe này thì em Hiền đang chuẩn bị xếp về Gia Lai, Trư Rông Gia Lai. Vâng, có lẽ ngày hôm nay một trong những cái xe mà em Hiền mê mắn từ sáng tới giờ là một chiếc hẹt 150 vừa chạy được mấy ngày là đưa ra bán. Đăng ký tháng 6/2019, tức là chạy mới được một tháng thôi. Là bao nhiêu? Gần một tháng trời nhá. Xe chạy được 900 cây thôi. Và đặc biệt cái này là phiên bản màu xám nhám này. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Đẹp không tì vết, không lỗi lầm luôn. Quay đến đâu đẹp đến đấy, óc tán này. Quá đẹp, quá tuyệt vời, quá xuất sắc luôn anh chị em và các bạn. Đấy.
mới chạy chưa được 1.000 cây luôn. Xe không khác gì xe mới đấy, ốc tán bay màu. Đặc biệt phiên bán giới hạn đặc biệt nhất, mua mới là gần 50 triệu, năm trên 50 triệu cũng phải gần nữa này. Ốc tán này. Ôi, đây. Xe mới chạy được 1 tháng đưa ra bán liền luôn anh chị em các bạn. Thấy có đau xót chưa? Đó. Rất chi là tiếc luôn. Mua xong bán liền tiếc luôn. 98/1 18488, một chiếc ẹc 2020 mới đi được mười mấy 20 ngày đưa ra bán luôn với giá bán đến quý anh chị em các bạn 39 triệu đồng. Chiếc xe này cũng không khác gì xe mới, mua mới gần 50 triệu thôi thì mình đỡ được gần chục triệu mình mua chiếc xe này. Giảm giá quá nhiều ưu đãi. Xe chạy tháng 8 20 bao nhiêu? Đăng ký tháng 6, bây giờ tháng 7 đi gần 1 tháng thôi, đưa ra bán luôn quý anh chị em các bạn. Đó, giá bán 39 đầu cho một chiếc ẹc mới chạy chưa được 1.000 cây, chạy chưa hết roda, đưa ra bán luôn. Đó, tiếp tục em Hiền lại giới thiệu quý khách hàng gần xa một chiếc Vooter 85D140679. Màu này là màu đen kết hợp với màu xám, cực kỳ sang chảnh và đẹp mắt nha. Bánh mâm thắng địa, ốc đảng còn có màu luôn đó. Xe Vooter này, đời cuối 2018 này, lốc máy ốc tán bay màu luôn, màu đen phối với màu xám, hai màu cực kỳ sang chảnh luôn. Lốc máy rin đét, em quay ký từ từ anh chị em bạn bè xem nhá. Tem rin theo xe luôn đây. Đây quay đây, bánh mâm thắng đĩa luôn. Chiếc Vooter này em Hiền bán để quý anh chị em bạn bè xa gần 20 triệu đồng. 20 triệu đồng cho một Vooter FI phun trang điện tử cuối 2018, màu đen kết hợp với màu xám nhá. Bánh mâm ốc tán đẹp sạch sẽ luôn nha. Rồi tiếp tục còn một chiếc xe ở đây nữa. Vâng. 17.500 một chiếc Vooter đời cuối 2017, cũng là hai màu, con kia đen nhiều, con này xám nhiều hơn nhá. Bánh mâm thắng đĩa luôn nhá. Ai thích xe nào chốt xe đó dùm em nhá. Đó, những chiếc xe này đều máy móc em Hiền bao êm, bao rin, bao chạy luôn. Biển số 70H125134, giá bán 18.500.000 đồng. Ai thích đời cao tí mua đời cao, ai mua đời thấp tí thì nó giảm giá được một tí nhá. Thì hôm nay xe máy Thanh Đoàn có về những dòng xe này. Nếu quý anh chị em bạn bè đang quan tâm, nhanh tay xuống địa chỉ số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Và ngoài ra tại xe máy Thanh Đoàn còn rất nhiều xe phục vụ quý khách hàng ăn xa. Và trước màn hình anh chị em các bạn có thể biết được hôm nay em Hiền đã bán được rất nhiều xe cỡ nào. Một lần nữa gửi lời cảm ơn tất cả quý khách hàng gần xa. Chúc quý anh chị em các bạn gần xa buổi chiều cuối tuần thật nhiều niềm vui an yên bên gia đình nhỏ của mình. Và mọi người ơi, xem được kênh của em nhớ like, chia sẻ và đăng ký nhiệt tình giúp em với ạ. Và kênh của em thì phát vào lúc 5, 6, 7, 8 giờ tối hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, nên mọi người cứ theo dõi và lựa chọn cho mình được một chiếc xe ưng ý nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.